chào các bạn, mình là Sao. Mình là Kim. Hiện tụi mình đang là chuyên viên tư vấn của công ty Tân Đại Dương. Và hiện nay thì vấn đề du học thì không còn xa lạ gì đối với sinh viên Việt Nam. Và việc lựa chọn cho mình một môi trường học phù hợp thì luôn là mối quan tâm của các bạn học sinh cũng như là các bậc phụ huynh. Và trong chương trình Hỏi Đáp Du Học hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ trả lời cho các bạn những câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho Tân Đại Dương tuần qua. Đầu tiên mình cho mình hỏi bạn Sa nha. Có một câu hỏi của anh Hải Nha Trang, có hỏi là nếu đã tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin nhưng anh ấy lại làm việc về kinh doanh tại một doanh nghiệp được 4 năm thì anh ấy có thể học thạc sĩ về kinh doanh thì có thể được chấp nhận đi theo học tại Úc hay không? Câu hỏi của anh Hải thì Tân Đại Dương xin trả lời của anh như sau. Hệ thống giáo dục đào tạo của Úc thì xem xét kinh nghiệm làm việc là một yếu tố quan trọng. Nó góp phần quyết định là có tiếp nhận là sinh viên hay không. Vì vậy thì nếu như mà anh đã có kinh nghiệm mà làm việc trong nghề kinh doanh thì anh có khả năng là được tiếp nhận vào chương trình học. Và ngành thạc sĩ kinh doanh tại trường đại học Ballarat thì hoặc là các trường đại học khác, cho dù là bạn học đại học khác chuyên ngành, nên là anh có thể yên tâm nộp hồ sơ để học vào chương trình thạc sĩ của mình. Tiếp theo thì Tân Đại Dương xin hỏi trả lời câu hỏi của bạn Quỳnh Anh. Bạn Quỳnh Anh có hỏi là em tốt nghiệp đại học dân lập và có thể được học chương trình thạc sĩ ở Ballarat không? Và tiếp theo thì có thể Quỳnh Anh trả lời câu hỏi này. Vâng. Bạn Nguyễn Anh thân mến, đối với sinh viên tốt nghiệp đại học dân lập, nếu quyết sinh học hẳn vào chương trình thạc sĩ thì sẽ không được chấp nhận. Tuy vậy, bạn có thể lựa chọn các cách khác gọi là sinh học Graduate Diploma hoặc sau khi hoàn tất chương trình Graduate Diploma loại khác trở lên thì bạn có thể học tiếp từ 1 tới 2 học kỳ nữa tùy chương trình để hoàn tất và lấy được bằng thạc sĩ. Tiếp theo là mình hỏi bạn Sang một câu ha. Có một bạn là đã hỏi là em đang định xin nhập học vào trường đại học Ballarat của Úc nhưng không biết trường khai giảng các khóa học vào thời điểm nào trong năm. Sa có thể trả lời cho bạn Hằng này ở quận 3 hay không? Đối với trường đại học Ballarat thì bắt đầu các khóa học chính là tháng 2 và tháng 3 hàng năm. Trong năm học thì sẽ có một kỳ nghỉ đông dài khoảng là một tháng và một tuần nghỉ giữa học kỳ. Còn các khóa học về tiếng Anh của trường thì rất linh động hơn, trong đã nồng hơn và cho các bạn học sinh để các bạn có thể lựa chọn. Các sinh viên có thể bắt đầu học vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 8 hoặc là tháng 9. Bạn Hằng có hỏi thêm là trường có ký túc xá cho sinh viên quốc tế hay không và chi phí thì như thế nào? Khi mà bạn học tại cái trường này cũng như có ký túc xá tại Vân Kiều mà có cái căn hộ là nhà ở ngoài Vân Kiều, cũng có cái căn hộ do trường đại học phân lý quản lý và trường đại học quản lý 5 ký túc xá tại những cái địa điểm trung tâm. Mỗi nơi thì có cái kiểu cách độc đáo riêng và gồm những cái phòng ngủ, phòng học đơn được trang bị đầy đủ. Các dịch vụ internet cũng được cung cấp cho sinh viên. Tất cả đều có các phương tiện nấu ăn, phòng khách, phòng tắm và nhà vệ sinh chung. Các sinh viên ở ký túc xá tại Vân Kiều thì đều được toàn quyền sử dụng và nhà học tập, sinh hoạt có phòng máy tính là 24/24 tại các nơi giải trí công cộng. Sinh viên sống tại ký túc xá thì được phục vụ các bữa ăn tối từ thứ hai đến thứ năm mỗi tuần trong một học kỳ, còn bữa điểm tâm và bữa trưa mỗi ngày, kể các bữa ăn vào hai ngày cuối tuần thì sinh viên là tự lo. Chi phí thì khoảng là 210 đô la trên một tuần. Sinh viên có thể nấu ăn tại ký túc xá và tự nấu ăn thì chi phí là khoảng là 175 đô trên một tuần. Và cuối cùng là câu hỏi của chị Trang ở Củ Chi. Chị có hỏi là trường có những chương trình trợ giúp nào dành cho sinh viên quốc tế hay không? Thì Kim có thể trả lời cho chị cái câu hỏi này. Vâng. Với bộ phận hỗ trợ sinh viên quốc tế của trường thì luôn sẵn sàng giúp đỡ cho các bạn sinh viên để giải quyết những khó khăn trong suốt quá trình học. Và các trường đều hỗ trợ, có thể nói đến đó là cái việc đưa đón tại sân bay miễn phí, nhân viên sẽ được đào tạo sẽ đón sinh viên về trường đại học hoặc địa chỉ tư nhân nếu sinh viên đã dàn xếp chỗ ở trước, và cũng sẽ giúp sinh viên liên lạc với gia đình ở quê nhà và đổi tiền nếu như cần. Thứ hai là việc làm xung quanh tại trường đại học Ballarat. Là sinh viên ở Úc thì sinh viên sẽ được phép làm thêm đến 20 giờ trong một tuần trong thời gian đi học và được đi làm bài thời gian trong những học kỳ và kết thúc năm học. Sinh viên
job, dịch vụ giúp sinh viên của trường đại học giúp. Sinh viên quốc tế thường thì tìm việc làm trong những ngành như là bán lẻ, du lịch và lễ tân. Trường cũng sẽ trợ giúp về văn hóa và phúc lợi. Dịch vụ trợ giúp sinh viên quốc tế đặt tại phương hiệu của Peter Helen và được thành lập để giúp sinh viên Việt Nam nhanh chóng ổn định cuộc sống và đặt hát thành công cho học tập tại Úc. Ngoài ra còn các hoạt động văn hóa và xã hội được tổ chức để sinh viên có thể tham gia và đóng góp trợ giúp sinh viên để về những vấn đề liên quan đến tài chính và phúc lợi cá nhân cũng như là về việc thị thực bảo hiểm xã hội. Đúng vậy. Còn rất nhiều câu hỏi của các bạn đã gửi cho Kinh Đại Dương, nhưng mà Kinh Đại Dương không thể trả lời ở đây được. Chúng tôi sẽ gửi email cho các bạn. Mọi thông tin thắc mắc thì các bạn có thể gọi điện thoại về số 3848 4879 hoặc là các bạn có thể gọi các số hotline 24/24 được đăng trên website kinhdaiduong.edu.vn. Hoặc các bạn có thể tìm kiếm thông tin của trường trên website của Tân Đại Dương nữa là www.tdvn.com nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kế tiếp ha. Bye.